trợ. U não là tình trạng các khối u hình thành trong sọ não đe dọa tính mạng người bệnh. Một khối u não là một khối tăng trưởng bất thường của các tế bào trong não. U não có thể là lành hoặc ác tính, nhưng dù ở dạng nào thì nó cũng gây ra những nguy hiểm nhất định cho người bệnh. Bệnh có thể bắt nguồn từ não hoặc di căn từ các cơ quan khác. Những dấu hiệu cảnh báo u não: khởi phát với những cơn đau đầu, sau đó nhức đầu dần dần trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Co giật, đặc biệt là ở những người không có tiền sử co giật. Nói khó, diễn đạt cảm xúc không tự nhiên. Khó khăn trong giữ thăng bằng và dễ rơi rớt đồ vật. Buồn nôn hoặc nôn không giải thích được. Dần dần mất cảm giác hoặc khả năng vận động ở một cánh tay hoặc chân. Nhầm lẫn trong các vấn đề hàng ngày và thay đổi tính cách hoặc hành vi. Nếu gặp phải những dấu hiệu như trên thì bạn nên chủ động thăm khám sức khỏe càng sớm càng tốt. Theo dõi fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để cập nhật những thông tin sức khỏe hữu ích.